Như là Nga Kai GX7 40D, máy điện lắm, không có tivi gì cả. Con này xài điện 220 nhé. Tùy con nhìn số đít ạ, nhìn đít là nó báo. Motor AC chạy thoải mái, đã kiểm tra tốc rồi, tại vì nó có mạch điều tốc rồi này. Còn con nào mà không có mạch điều tốc thì nó đúng rồi, nó không sai đâu. Có mấy con có mạch điều tốc thì thường nó sai. Chúng ta phải kiểm tra. Rất là đẹp. Ok nha. Ông có ông bạn ông chuyển 500 ngàn tiền cọc con này rồi mà không nhớ cái tên, là chút nữa lên trên Face hay là trên Zalo môi ra thử rồi quên à. Má gỗ đồ đẹp lắm, nói chung là máy đẹp, máy đẹp không phải chơi. Đầu từ nó là đầu từ GX, đầu từ kính, đầu từ kính. Rồi chúng ta tiến hành vấn đề ghi luôn rồi phát sau đi cũng được. Để chỉ cho cái cách ghi tắt này đi, cái con máy trước cũng ghi rồi, cũng chỉ rồi. Nhập về ba con thì hai con ngon, hai con ghi ngon, có một con bị lỗi ghi nó không, con số nó không đạt, không đẹp. Nên là con đấy chắc bán bỏ cho anh em về phát thôi, ghi nó không đạt thì thôi là không gì. Đằng này bằng chrome, chúng ta chọn chrome nhé, bấm red play, nhấn kho, giảm cái này xuống đi, nhấn kho xong nha, nhớ cái này nhé, nhớ kho xong chúng ta bắt đầu thả, nhấn vào suột. Cái này chỉ một cái máy khác chỉ rồi, chúng ta vặn cái này lên tới vị trí 0 dB, số không rõ, vặn cái này bên này, vặn cái nắp cái trong rồi nhé, cái trong này lên 0 dB, xong chúng ta lại thả cái nút ra ở ở tép ở cái set đó. Đó, chúng ta chỉnh cái này này làm sao cho nó hai cái kim này đều nhau này, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh điều chỉnh nó, tại vì máy nó tự phát tần số 400 Hz ra rồi, chúng ta chỉ việc chỉnh theo thôi. Đây, để ý thấy chưa, phải để ý nha, vì về làm chứ không biết được. Chúng ta chỉnh xong rồi thì chúng ta thả cái co tuner này ra, chúng ta tắt đi, chúng ta giảm cái này về vị trí số 0, chứ không là coi chừng quên là nó kiểu cái bùm cháy lo đó chịu á, mở nhạc vào đó, nó hay bị to tiếng lắm. Rồi chúng ta thử bạc trước 15 thế nào nhé. Get play. Vặn cái này lên. Cái này không biết vặn cái này lên chưa? À, lên đây. Ghi từ số 0 trở lại thôi. Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện núi buồn quấn ngủ. Cánh hai này cho này nhiều xét này dài mưa đổ, nhưng ngại em nhớ tôi chăng xuống này người là sổ, có nghĩa là nó không có hát trên băng, nó hát từ nguồn vào này. Yêu mang theo bao hẹn hò, còn cassette thì nó hát trên băng đây này. Cho dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ hoa xưa, giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hoa để thành đồ vòng tay ngà đua nở. Ra tu nghe lại đoạn này. Về kể chuyện rừng xanh, chuyện núi buồn quấn ngủ, chuyện quân anh đất đỏ, nhiều đêm dài mưa đổ. Trong quá trình ghi chúng ta có thể nhấn MX hoặc thả ra. Còn đô bay thì chúng ta nên thả nó ra đi, bởi vì là cái đô bay này chúng ta mà ghi có đô bay thì các cái đọc khác phát không phải bật đô bay. Đô bay thì nó sạch tiếng thôi. À, chắc âm này nó cũng không có gì thay đổi. Chúng ta test tham chiếu con này thử nhé. Ok, tốt, quá tốt rồi.
chúng ta cứ mang về chúng ta ghi chơi thôi. Nhớ chọn cái chế độ băng nhé. Băng đây là băng Chrome này, băng độc man này. Còn Fairy Chrome chúng ta nhấn hai cái này vào. Đấy, nó chỉ hướng dẫn rồi. Có một cái là chỉ hướng dẫn rồi mà. Mấy cái dòng mặt trắng kim vu phát trước làm hay lắm, một tiếng tiếng đã quán đường chỉ còn thu đi có bản gì nghe thử chơi. Ooh.